Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về kiến trúc của Nai Đức. Thì kiến trúc của Nai Đức ở đây mình có một cái hình to ở đây để mọi người có thể thấy các cái tầng, các cái lớp của cái một cái máy tính. Đầu tiên chúng ta có thành phần ở bên trong này là hardware, là các cái thiết bị phần cứng ấy. Các cái thiết bị phần cứng đây là ổ đĩa, đây là CPU, đây là RAM. Và bên ngoài của cái phần cứng này, tức là cái nơi mà nó sẽ có thể được sử dụng ấy, thì chính là cái kernel. Kernel sẽ là thành phần giao tiếp trực tiếp với các cái thành phần phần cứng. Bên ngoài kernel chúng ta sẽ có một cái lớp gọi là shell. Bên ngoài shell thì sẽ chính là các cái ứng dụng của chúng ta, các ứng dụng mà chúng ta làm việc hàng ngày ấy. Đấy, và các ứng dụng này nó sẽ được sử dụng bởi người dùng, user 1, user 2, user 3. Rồi, đây là cái hình mô hình tổng quan của Linux. Mọi người nhớ nhá, chúng ta có hardware ở dưới cùng. Chúng ta có kernel bao bọc hardware. Bên ngoài kernel là cái lớp shell ở đây. Và ngoài cùng chính là các cái ứng dụng. Chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng chi tiết, từng các cái thành phần ở đây nhá, trừ hardware ra. Hardware thì là thành phần phần cứng rồi, mình sẽ không nhắc nhiều nữa. Đầu tiên, thành phần rất là quan trọng của một cái hệ điều hành, đấy là cái kernel. Cái kernel ấy, nó bản chất là một cái chương trình máy tính có khả năng tương tác và truy cập, quản lý các cái tài nguyên phần cứng. Ví dụ như là khi mà chúng ta mở ra Google Chrome ấy, thì kernel nó sẽ quyết định rằng là cái phần mềm nào nó sẽ được cấp bao nhiêu memory hay là được xử lý CPU như thế nào. Lưu ý một chút nhé. Khi mà chúng ta mới tiếp xúc với OS Linux ấy, thì mọi người rất hay nhầm lẫn ở đây là Linux nó là một hệ điều hành giống như Windows hay là macOS. Nhưng mà thực tế ấy, thì về mặt kỹ thuật Linux là cái là một cái kernel, là cái nhân của hệ điều hành, nó không phải là một hệ điều hành. Nên mọi người nhớ giúp mình nha. Còn trong mặt kỹ thuật của chúng ta có thể nói chuyện với nhau là mình sử dụng cái máy tính hệ điều hành Linux cũng ok, thì mọi người sẽ đều hiểu là là bạn đang sử dụng cái hệ điều hành có cái nhân, có cái kernel là Linux. Hãy nghĩ rằng ấy, cái kernel nó là cái trái tim của hệ điều hành. Nếu mà chúng ta sẽ không thể sống được nếu mà thiếu trái tim, đúng không? Thì tương tự như vậy, hệ điều hành nó cũng tương tự là nó sẽ không thể thiếu được nếu mà không có cái kernel. Một số các cái chức năng khác của kernel thì chúng ta có thể thấy cái kernel ấy, nó sẽ là cái thành phần mà điều khiển tất cả các tài nguyên phần cứng thông qua các driver vào tương ứng. Chi tiết thì nó có thể là khởi động các cái tiến trình cho ứng dụng, phân bổ các cái tài nguyên cho ứng dụng và dọn dẹp các cái tài nguyên khi mà tắt cái ứng dụng ấy đi. Đây một cái hình ở đây, mọi người sẽ thấy kernel nó sẽ là thành phần giao tiếp với các thành phần phần cứng ở phía dưới. Phía trên sẽ là tầng application và shell. Thôi, thì chúng ta đã biết về khái niệm của kernel, biết được chức năng của kernel là gì. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tới cái lớp bên ngoài của cái kernel, đây là lớp shell. Ở đây chúng ta thấy shell nó bao bọc kernel, tức là sao? Nghĩa là khi mà chúng ta muốn lấy thông tin, muốn lấy dữ liệu từ các cái phần cứng này, thì các cái hành vi mà chúng ta thực hiện trên máy tính ấy, nó sẽ được chuyển hóa thành các câu lệnh hay là cái giọng nói mà kernel nó có thể nghe được. Các cái câu lệnh từ các cái ứng dụng chương trình của chúng ta nó sẽ thông qua đằng shell và nó sẽ được chuyển hóa thành cái ngôn ngữ của kernel để kernel có thể xử lý các thông tin đấy. Và cái thằng kernel ấy nó cũng không hề hiểu cái tiếng người của chúng ta, nó cũng không hề hiểu những cái ngôn ngữ lập trình bậc cao. Và cái thằng kernel ấy nó cần một cái phiên dịch viên, đây chính là thằng shell, để cái thằng shell nó có thể dịch ra cái ngôn ngữ loài người, dịch ra các ngôn ngữ máy tính để chúng ta có thể hiểu được cái thông tin mà từ kernel, từ hardware đưa ra cho chúng ta. Cái thằng kernel đấy thì nó được lập trình bởi các cái, nó chỉ hiểu được cái ngôn ngữ lập trình nhị phân thôi, tức là các cái con số 0, 1, 0, 1 đấy. Còn chúng ta thì nói ngôn ngữ rất là đa dạng, đúng không? Có nhiều ngôn ngữ khác nhau, cả cả ngôn ngữ tiếng nói này cũng như là ngôn ngữ lập trình này, có rất là nhiều các ngôn ngữ. Và thằng kernel nó sẽ không học cái đống đấy, nó chỉ biết cái ngôn ngữ của hardware là gì ấy thôi. Đấy là ngôn ngữ nhị phân. Thì chính vì vậy ấy, cái thằng shell này nó sinh ra như là một cái thằng phiên dịch giúp kernel hiểu được các câu lệnh từ phía người dùng. Và bản chất shell ấy nó cũng là một cái chương trình máy tính. Tóm lại ấy, thì shell nó là một cái thành phần giúp giao tiếp giữa ứng dụng và kernel. Nó biên dịch cái câu lệnh chương trình thành cái ngôn ngữ của kernel và nhận về cái phản hồi của kernel, sau đó trả ngược lại kết quả cho các cái ứng dụng. Giống như là cái trái tim của con người cần cơ thể để sống, đúng không? Thì kernel ấy nó cũng cần những cái chương trình và những công cụ khác để có thể tạo thành một cái hệ điều hành hoàn chỉnh, cái mà chúng ta có thể tương tác và làm việc. Rồi tới cái thành phần ngoài cùng, là cái thành phần mà chúng ta thường xuyên làm việc nhất, đây chính là cái thành phần application layer. Thì nó nằm phía trên của lấy kernel cũng như là nằm phía trên của shell. Nó sẽ bao gồm các cái thư viện của hệ thống, các cái công cụ hệ thống hay là các cái công cụ lập trình, các công cụ người dùng cuối. Thì cái sự khác biệt của application layer nó sẽ tạo ra các cái bản phân phối khác nhau. Và khi mà chúng ta có những cái thư viện khác nhau ấy, là chúng ta có thể tạo ra một cái hệ điều hành mới, nếu mà chúng ta có cái mạng nguồn của cái hệ điều hành đấy.
điều hành mạng nguồn mở nhá, tức là cái mạng nguồn của nó được công bố cho mọi người có thể vào đấy tìm hiểu cái mạng nguồn, mọi người có thể tùy chỉnh cái mạng nguồn đấy. Khi mà mọi người đã tùy chỉnh tới một cái lượng nhất định rồi ấy, thì chúng ta có thể tạo ra một cái hệ điều hành mới và mọi người hoàn toàn có thể đặt tên cái hệ điều hành đấy giống với tên của mọi người. Nhưng mà đối với Windows thì nó khác nhá, Windows là một cái hệ điều hành mạng nguồn kín đóng ấy, tức là cái chúng ta không được biết về cái mạng nguồn của Windows mà chỉ có công ty Microsoft họ mới nắm giữ cái bản quyền, cái ngôn ngữ cũng như là cái các cái câu lệnh lập trình ở phía sau của hệ điều hành Windows. Còn cái hệ điều hành macOS ấy thì nó cũng có một cái kernel, đấy là kernel có tên là Darkwing. Về phía cái tầng application thì chúng ta cũng không phải nói nhiều đúng không? Chúng ta đây là cái tầng mà chúng ta làm việc thường xuyên nhất. Chúng ta sử dụng các cái ứng dụng. Rồi ở đây mình có một cái ảnh về cái mối quan hệ giữa cái hệ điều hành và kernel. Thì ở đây cái kernel ấy nó giống như một cái động cơ và cái OS nó giống như một cái xe ô tô ở đây. Chúng ta sẽ không thể lái một cái động cơ và chúng ta cũng không thể nào lái một cái ô tô mà nó không có động cơ đúng không? Chúng ta sẽ cần phải có lốp xe, có hệ thống lái và các cái bộ phận khác để biến một cái thiết bị thành một cái ô tô mà chúng ta có thể điều khiển. Tương tự như vậy, với trong cái hệ điều hành ấy, chúng ta cũng không thể sử dụng trực tiếp được kernel và chúng ta sẽ cần tới các cái chương trình shell, các cái công cụ, các cái chương trình nước ngoài để chúng ta có thể sử dụng được cái hệ điều hành đấy. Đây một cái hình ảnh nhá, mọi người nhớ nhá, đấy là về kernel, đấy là trái tim của một cái hệ điều hành.